Em có thể đọc tài liệu mà. Miễn là em phát hiện trong tài liệu cái ý đó nó liên quan đến câu hỏi ý đó nó quan trọng. Số lượng đối thủ cạnh tranh và sự tăng trưởng của ngành là hai biến có ảnh hưởng lớn nhất có mức độ cạnh tranh giữa các công ty trong cùng một ngành. Đúng rồi, số lượng môi trường mà hấp dẫn, thị trường hấp dẫn, kinh doanh có lời nhiều, ai cũng muốn nhào vô hết một cái thị trường béo bở thì tăng số lượng đối thủ cạnh tranh. Hồi xưa có một mình nhà thuốc mình thôi mà giờ cả chục nhà thuốc thì cái cạnh tranh nó sẽ tăng lên chứ, đúng không? Dạ. Ngành có chi phí cố định cao thường phải cạnh tranh hơn do các hãng buộc phải giảm giá để hoạt động hết công suất. Rồi. Khác biệt hàng hóa giữa các dịch vụ do các đối thủ cạnh tranh cung cấp dù thật sự hay do cảm nhận đều có làm giảm cạnh tranh. Cuối cùng khó khăn để thoát khỏi một ngành công nghiệp làm cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Rồi, áp lực thoát rào cản thoát khỏi ngành đúng không? Dạ. Rồi còn thông tin gì nữa không? Em muốn cung cấp cho các bạn biết về cái môi trường ngành này nó ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp của mình. Nó có như là nguy cơ từ đối thủ tiềm ẩn. Rồi, đối thủ tiềm ẩn ở đây người ta muốn nói cái gì? Đối thủ sắp gia nhập ngành. Dự định trong tương lai, đúng không? Làm tăng cạnh tranh. Thì càng nhiều cái đối thủ tiềm ẩn này thì doanh nghiệp càng bị đe dọa. Họ sẽ có cái ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của mình, cái khả năng kinh doanh của mình. Dạ. Rồi, gì nữa? Sản phẩm thay thế. Sản phẩm thay thế là sao? Ví dụ cho cô thử coi. Có các chức năng cơ bản tương tự như sản phẩm đã có trong ngành công nghiệp, phát sinh áp lực cạnh tranh. Ví dụ. Ví dụ như khẩu trang. Trang vải, người thường hồi trước người ta xài khẩu trang vải nhưng mà bây giờ người ta sẽ dùng khẩu trang y tế nhiều hơn. Rồi giờ vậy thì anh khẩu trang vải anh sẽ bị mất cái thị trường bởi anh khẩu trang y tế tấn công vào, đúng không? Thế rồi và những cái khẩu trang thay y tế đó nó có bị ảnh hưởng không thì, trong cạnh tranh sắp tới không? Dạ có. Cụ thể sao? Ví dụ nên người ta sẽ dùng khẩu trang N95 nhiều hơn là khẩu trang bình thường á cô. Đúng rồi. Tức là người ta sẽ có sự lựa chọn mỗi ngày một cái đa dạng hơn khi thị trường đó có nhiều đối thủ cạnh tranh nhảy vào thị trường thay thế cho cái sản phẩm mà doanh nghiệp mình đang kinh doanh. Thì thêm cơ hội lựa chọn cho khách hàng, dẫn đến là mình sẽ mất khách hàng nếu như chúng ta không phục vụ tốt ha. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, quyền lực đàm phán của người mua. Quyền lực đàm phán của người mua, ý nói là doanh nghiệp mình nè. Nó nói lên doanh nghiệp mình có quyền lực sao? Nói đến khả năng khách hàng có thể buộc nhà cung cấp giảm giá hoặc tăng thêm tính năng hay dịch vụ kèm theo. Bởi vì sao họ có thể làm được điều đó? Nhu cầu của họ có thể đáp ứng được từ các sản phẩm thay thế hoặc sản phẩm tương tự của nhà cung cấp khác. Đúng rồi. Khi cô muốn mua, cô là người mua đúng không? Quyền lực đàm phán, tức là sự thỏa thuận thương hiệp giữa cô là người mua và em là người bán, đúng không? Dạ. Cô nói là giờ em phải giảm giá đi, mua số lượng nhiều rồi em chiết khấu, em tính sao giá cho nó đẹp xíu đi, bao giá đẹp đúng không? Chất lượng, giá đẹp, dịch vụ tốt, giao hàng nhanh.
bây giờ em không bán cho tôi sẽ đứt cắt hợp đồng này, tôi sẽ có những cái nhà cung ứng khác tốt hơn em, thị trường có nhiều nhà cung ứng khác, tôi có thể mua và sẵn sàng sẽ thay đổi nhà cung ứng à, mà khi, trong khi cô lại mua với số lượng lớn ổn định, thì lúc này nếu em là người bán thì mất đi một cái khách hàng như cô thì cô có mất đi lợi nhuận không à, chính vì vậy mà cô sẽ có một cái áp lực nào đó à, buộc em phải à, tăng dịch vụ, tăng chất lượng, giá cả phải như thế nào đó, đúng không? Đó là nói đến cái quyền lực của cái người mua. Rồi bây giờ tiếp dạ, quyền lực đàm phán của nhà cung cấp. Ừ, vậy thì nhà cung cấp họ nói lên được cái gì đây trong cái cạnh tranh? Chỉ ra mức độ các nhà cung cấp nguyên liệu hàng hóa có khả năng buộc nhà sản xuất, nhà phân phối chấp nhận mức giá cao hơn hoặc cắt giảm các dịch vụ. Ngược lại. Đúng không? Chiều ngược lại là em thể hiện ở cái quyền lực là gì? À, bắt buộc cô phải mua hàng của em chứ không thể mua hàng của ai khác, bởi vì trên thị trường không có nhiều sự lựa chọn cho cô, đúng không? Nên chỉ có thể lựa chọn em thôi, nhà cung cấp tuyệt vời nhất à, cái sự độc quyền, đúng không? À, sự độc quyền trên thị trường từ nhà cung cấp đó, ít có cái sự cạnh tranh khác từ những nhà cung cấp, nên mình phải buộc mình chọn thôi. Đó là mối quan hệ hai chiều khi em xét em dưới góc độ người mua hoặc em xét em dưới góc độ người bán. À, tại vì mình có thể là mình mua về mình sản xuất hoặc mình mua về mình bán lại. Ngược lại mình cũng sẽ là người bán cho một khách hàng khác để họ mua. Yeah. Được chưa? Rồi, ok. Mô hình mà em đang sử dụng đó là mô hình gì của tác giả nào? Để mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M. Butler. Của Michelle Butler. 5 cái yếu tố, 5 lực lượng gây ra một cái sức ép. À, đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái sự cạnh tranh mạnh trên thị trường. Thì phải tìm hiểu cái 5 cái tác động này. Ok, được rồi. Còn nói gì nữa không? Dạ không. Nói cho thỏa lòng đi. Dạ hết rồi. Ok. Rồi cuối cùng môi trường công ty. Môi trường công ty nó muốn nói về gì đây? Nội bộ công ty mình. Bạn Ngô Thị Huyền Trang. Dạ có em, cô đợi em tí. Nãy giờ có nghe bạn trao đổi với cô không? Bạn Trinh trao đổi với cô không? Dạ có. Tức là dẫn dắt các bạn trong cái tìm hiểu về kiến thức ha. Ít nhiều mình đọc qua mình cũng nắm được thông tin. Bây giờ tới lượt em đó. Trình diễn đi. Dạ hồi nãy em bị thoát ra do sập mạng, cô đợi em tí. Ok. Dạ. Dạ thưa cô, là môi trường về nội bộ công ty là bao gồm những yếu tố công ty hay doanh nghiệp có thể kiểm soát được. Nó thuộc tùy thuộc vào cấu trúc của mỗi công ty mà cái thành phần cấu tạo nên môi trường sẽ có những đặc trưng riêng. Khác với vĩ mô bên ngoài thì nội bộ doanh nghiệp này là thuộc vi mô. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể khả năng kiểm soát và điều chỉnh được các thành phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân tích nội bộ được coi là hoạt động quan trọng để trong một chiến lược marketing. Bởi vì nó là đảm bảo cho chiến lược marketing phù hợp với tình hình nguồn nhân lực và mục tiêu hướng tới của từng riêng công ty. Các thành phần trong môi trường phân loại theo nguồn nhân lực, phân bố theo nguồn lực doanh nghiệp, bao gồm nguồn lực hữu hình, tài chính, nhà xưởng, thiết bị sản xuất, trụ sở làm việc, hoặc là nguồn lực vô hình, nhân lực, năng lực sản xuất, trình độ quản lý của chất lượng, trình độ quản trị doanh nghiệp, trình độ công nghệ, thương hiệu hoặc năng lực marketing. Quá trình này sử dụng hết tất cả các nguồn lực trên, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, được coi là hoạt động doanh nghiệp kiểm soát được. Thực tế thì công ty hoặc doanh nghiệp sẽ sử dụng và phân bố các nguồn lực trong môi trường nội bộ hiệu quả hay vận hành các bộ phận hoặc chức năng như kế toán, tài chính kế toán, đảm bảo chất lượng, quản trị sản xuất, quản trị nhân lực, nghiên cứu, phát triển, marketing nhằm mục đích khai thác, tận dụng nguồn lực hiệu quả và triệt để nhất. Vậy cái đó là phần em trình bày về nội bộ công ty ạ. Rồi, em có biết một cái công cụ nào để em có thể sử dụng để em phân tích môi trường nội bộ không? Công cụ.
công cụ là biểu đồ hay sao cô? Một cái mô hình, một cái phương tiện để mà em áp vô, em có thể phân tích được để em đưa ra những cái quyết định sách lược, chiến lược gì đó liên quan về doanh nghiệp. Dạ là phân tích áp vô trong phân tích chiến lược thì cái hồi em học bên là cái smart của cô, cái phân tích smart với lại cái đúng không cô? Tại em đúng rồi. Thì sao em quên bớt rồi cô? Đúng, dạ, đúng. Thì xong cái em quên bớt. Dạ. Rồi, smart là phân tích lựa chọn chiến lược mục tiêu. Cái nào là mình sẽ trong hàng loạt những cái mục tiêu đặt ra thì cái nào nó mang tính khả thi, cái nào nó phù hợp, cái nào nó đáp ứng được cái nội lực ở bên trong doanh nghiệp mình để từ đó mình làm nó mới tốt đúng không? Dạ. Rồi, còn gì nữa không? Phân tích gì nữa? Để link tức là tìm hiểu cái mối liên hệ giữa bên trong và bên ngoài kết nối. Tại vì thực tế mà nói em lập cái kế hoạch, cái chiến lược mục tiêu đi chăng nữa thì em cũng phải có những cái mối liên hệ với yếu tố bên ngoài đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì công cụ gì nữa? Em hay đọc kiểu là có một cái là SWOT á cô. Em hay đọc kiểu vậy. Đọc là sao? SWOT, đúng rồi đó. Yeah, SWOT. Đúng rồi. SWOT. em hay đọc kiểu phân tích SWOT là điểm mạnh, điểm yếu, cái cơ hội và cái thách thức đúng không? Mình biểu đồ của nó là bốn ô nó thể hiện. Đây, cái phân tích nào khác nữa? Dạ mô hình 7, dạ mô hình 7S của Skinsey vậy cô. Rồi đúng rồi, 7S. 5C, customer đó. À, nói chung chúng ta sẽ có rất nhiều cái công cụ chúng ta sử dụng ha. Ok, cảm ơn em. Dạ. Còn muốn nói gì nữa không? Dạ không ạ. Nói đi. Dạ. Em hơi không biết cô, tại cái mấy cái này em học em quên bớt rồi. Rồi ok. Dạ dạ. Rồi yeah, ok, mình tiếp tục thôi các bạn. Rồi tiếp tục nha các bạn. Mình đang ở cái slide số 20. Đặc điểm của khoa học công nghệ trong ngành dược ở Việt Nam. Nó có 4 cái điều mà chúng ta quan tâm đó là gì? Đầu tư khoa học công nghệ thấp, đội ngũ chuyên gia còn thiếu và độ tuổi của họ cao, tức là những nhà nghiên cứu khoa học công nghệ ở độ tuổi cao là nhiều. Mất cân đối trong sự phân bố về lao động, sự đầu tư gắn kết khoa học công nghệ với lại doanh nghiệp, thiếu cái sự gắn kết. Rồi, thì cụ thể ở đây nó sẽ dẫn đến cái gì? Cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ không đi theo chiều sâu. Sản phẩm dược chỉ mang hàm lượng kỹ thuật, tức là chất xám đầu tư vào nó thấp, hàm lượng kỹ thuật không cao, hàm lượng khoa học công nghệ không cao, dẫn đến không có cái lợi thế về cạnh tranh của sản phẩm. Tức là cái tính ưu việt của sản phẩm, cái sự độc đáo trong đó mà những cái doanh nghiệp nó khó bắt chước với nhau. Sở hữu một cái quy trình công nghệ trong sản xuất, sở hữu một cái bí mật trong cái khoa học áp dụng, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái lợi thế cạnh tranh cao hơn. Nhưng mà ngành chúng ta thì chưa đạt được cái kỳ vọng đó. Rồi, cái nguồn nguyên liệu chúng ta cũng chưa có, đa phần chúng ta nhập khẩu từ hai thị trường Trung Quốc và Ấn Độ thôi các bạn.
Có nghĩa là chúng ta sẽ làm một cái việc giống như gia công lại vậy đó, mua về rồi thành rồi đóng gói rồi theo kiểu là những cái công nghệ sản xuất đơn giản thô sơ ha. Rồi, công việc bào chế chỉ dừng ở dạng bào chế quy ước đó, cái mà chúng ta mới vừa nói đó, chưa có những cái dạng bào chế mới trong công nghệ, nên sẽ đặc biệt là những cái thuốc chuyên khoa đặc trị, chúng ta sẽ chịu cái sự phụ thuộc từ nước ngoài, chúng ta phải nhập khẩu thuốc, không chỉ nhập khẩu nguyên liệu, chúng ta cũng phải nhập khẩu thuốc nữa. Và thị trường nhập khẩu chủ yếu là kênh OTC các bạn. Rồi, những cái viện nghiên cứu với trường đại học thiếu sự gắn kết với các doanh nghiệp, chương trình giảng dạy chưa gắn kết với thực tế sản xuất. Có nghĩa là hiện giờ chính phủ chúng ta đang có một cái quy định về Nghị định 111 đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe, nó đòi hỏi các nhà trường sẽ phải đưa sinh viên đi học tập ở các nhà máy, các hãng xưởng, các công ty ngay từ những năm đầu, chứ không phải là đến năm thứ năm các bạn mới được môn thực tập tốt nghiệp, các bạn đi thực tập bên bên ngoài. Mà bây giờ chúng ta sẽ phải có một cái sự thực hành thực tế sớm ngay từ những năm đầu để sinh viên có cái cơ hội tiếp cận với lại cái thực tế nghề nghiệp sớm. Rồi, năng lực ngoại ngữ, cái vấn đề mà đau đầu nhất đối với các bạn, chuẩn đầu ra của các bạn cũng là ngoại ngữ. Hiện giờ thì cô cũng bị áp lực về chuẩn ngoại ngữ luôn. Chúng ta đều chịu áp lực như nhau. Thời thế thay đổi, tiếng Anh lên ngôi thì phải theo thôi đúng không các bạn? Cố gắng. Ngành dược là một ngành kinh tế kỹ thuật, cần đòi hỏi đầu tư và ứng dụng nhiều thành tựu của khoa học kỹ thuật. Nếu chúng ta chú trọng được cái đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ thì coi như là bước đầu cho sự thành công. Rồi, cái môi trường marketing vĩ mô hồi hồi đầu cô có nói với các bạn bốn thành phần đó, thì nó còn hai thành phần nữa, đó là dân số rồi tuổi tác người dân, nó cũng ảnh hưởng cơ cấu dân số, cũng ảnh hưởng đến cơ cấu bệnh tật các bạn, ảnh hưởng đến vấn đề sử dụng thuốc đó. Rồi, trong cái bài chút mình nói nè, trường phần này cũng bài, phần này cũng 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 cái phần tiếp theo cũng liên quan về khách hàng nè, thì cái công cụ để mà doanh nghiệp có thể phân tích tìm hiểu môi trường vĩ mô, các bạn có công cụ đó là best phân tích, best analysis, sẽ gần với phân tích cái gì đây, chữ B đầu tiên là political, chính trị nè, chính trị pháp luật nè, economy nè, kinh tế nè, rồi chữ tech, tech là khoa học công nghệ nè, technical nè, chữ chữ CS là xã hội, social tức là văn hóa đạo đức nè. Bốn cái thành phần này mình có học hết rồi. Rồi còn một cái thành phần nữa là môi trường tự nhiên á, environment, tức là tác động của khí hậu, tác động của dịch bệnh, tác động của những cái yếu tố sinh ra ảnh hưởng lên sức khỏe của con người nè đó. Rồi một cái yếu tố nữa đó là nó đang xem sâu sâu này còn nói đến là người dân nữa ha, người dân trong xã hội, luật pháp chính trị thì nó tách riêng ra, là công cụ best sale. Best là cái của mình đã học, best sale là cái mở rộng, và đó là những cái công cụ mà giúp nhà quản trị, nhà marketing đó, họ sẽ thực hiện phân tích môi trường. Đây chi tiết cụ thể hơn, về nhà các bạn tự tự đọc ha. Rồi, chi tiết nữa, toàn bộ tiếng Anh thôi. Yếu tố này nó ảnh hưởng thì hầu như những cái mô hình này từ nước ngoài và mình áp dụng ha. Rồi phân tích SWOT, cũng phân tích điểm mạnh, điểm yếu, phân tích cơ hội, phân tích thách thức của thị trường. Đó, SWOT, đó, chúng ta cũng áp dụng phân tích SWOT này cho bản thân chúng ta nữa, khi chúng ta quyết định chọn nghề, chọn chọn cái người yêu đi cùng đoạn đường của mình ha. SWOT, thế thế mạnh là gì, bản thân có yêu thích đam mê cái gì, rồi công nghệ nào, thị trường mà mình cần phải học để mình có thể đáp ứng được cho cái sự phát triển, sự hội nhập vân vân. Rồi, kết thúc môi trường vĩ mô, mình xin lỗi, đúng rồi, kết thúc môi trường vĩ mô, mình đến môi trường vi mô. Môi trường vi mô sẽ gồm có môi trường ngành và môi trường nội bộ công ty. Rồi, thì môi trường vi mô sẽ gồm có cái gì trong cái ngành đây?
nhà cung cấp nguyên liệu cho mình, sản phẩm thuốc cho mình. Các trung gian marketing là những cái người sẽ giúp mình bán hàng, những cái người nằm trong kênh phân phối của mình, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, các cơ sở khám chữa bệnh v.v. đó là nằm trong cái hệ thống trung gian đó. Rồi các đại lý đó. Rồi khách hàng là những người mua hàng, bệnh nhân, bệnh nhân mình là những người bệnh, là trung tâm của mọi cái chính sách marketing đều hướng đến. Đối thủ cạnh tranh là những cái doanh nghiệp cũng bán cái sản phẩm giống như mình, hoặc những cái sản phẩm sẽ thay thế với sản phẩm của doanh nghiệp mình. Người ta có nhiều sự lựa chọn hơn thì sẽ có cái sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Rồi cộng đồng, yếu tố cộng đồng, nói chung là con người với nhau trong cái kết nối trong xã hội ha. Rồi môi trường ngành là môi trường đầu tiên mình đi tìm hiểu nè. À, người ta có cái sự cạnh tranh giữa những cái doanh nghiệp ở trong cùng một ngành dược của chúng ta, những công ty dược, những sản phẩm dược, thì chúng ta có sự cạnh tranh, và cạnh tranh này một ngày một khốc liệt. Nếu như thị trường kinh doanh đó béo bở, kinh doanh có lời lợi nhuận nhiều thì ai cũng muốn kinh doanh hết, dẫn đến cạnh tranh càng ngày càng nhiều hơn. Vậy thì mỗi một doanh nghiệp họ phải có một cái ưu thế của riêng họ, cái lợi thế cạnh tranh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao những cái doanh nghiệp nó phải có cái sự cạnh tranh, ưu thế, lợi thế cạnh tranh của nó là gì? Rồi, bằng cách nào nó sẽ thực hiện cạnh tranh? Bằng cách thức nào? Bằng cách thức nào để đáp ứng với lại cạnh tranh? Quyết định thực hiện cạnh tranh như thế nào? Đó, đó là những cái câu hỏi đặt ra. Vậy thì muốn cạnh tranh hiệu quả hơn, vượt trội hơn so với đối thủ, thì những doanh nghiệp nó phải trả lời được những cái câu đó ha. Nó phải có những ưu thế cạnh tranh gì, nó có những cái quyết định thực hiện cạnh tranh ra sao, nó đáp ứng với lại những cái sự cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác như thế nào. Đó, đây nó thực hiện các phân tích, nó thực hiện các phân tích gồm có phân tích ngành, phân tích ngành công nghiệp và phân tích cạnh tranh. Mình có hai cái loại phân tích được áp dụng ở đây. Phân tích ngành công nghiệp là nó sẽ đi đánh giá cái thị trường ngành đó có hấp dẫn hay không. Trên cái thông số về kinh tế từ thị trường, cái ngành nghề đó nó hấp dẫn, có nghĩa là nó béo bở, nó sinh ra nhiều lợi nhuận v.v. Thì chắc chắn nó sẽ có cạnh tranh nhiều. Ai cũng muốn là đổ xô vào kinh doanh để kiếm lời từ cái ngành đó. Rồi, phân tích cạnh tranh là nó chỉ ra rằng các công ty trong một cái môi trường, ví dụ môi trường ngành dược của mình nè, các công ty dược với nhau nè, nó sẽ có khả năng vận hành theo một cái cấu trúc nào đó mà hết sức đặc trưng riêng cho nó trong ngành công nghiệp đó, để nó tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh cho nó. Nhưng mà tóm lại mình trả lời, trong một môi trường ngành, các doanh nghiệp, cái ngành đó nó có cạnh tranh nhiều hay ít, cạnh tranh khốc liệt hay không, tức là dựa trên cái sự hấp dẫn với cái thị trường kinh doanh. Mình sẽ dùng cái phân tích ngành. Còn trả lời cho được cái khả năng lợi thế mà cạnh tranh của doanh nghiệp mình so với các đối thủ khác, mình sẽ vận hành theo một cách thức nào, giống như hồi đầu cô nói đó, để mình tạo ra cái đặc trưng riêng cho mình trong cái ngành đó, thì đó là phân tích cạnh tranh, phân tích cạnh tranh trong cái ngành. Hay nói một cách cụ thể là gì? Một cái doanh nghiệp nó muốn có một cái chiến lược marketing phù hợp cho doanh nghiệp nó, thì nó phải đi coi, nó xác định những cái mối liên quan nào, những cái nhân tố nào, để mà nó có khả năng nó cạnh tranh trong cái ngành của nó. Và doanh nghiệp nó đặt trong cái mối tương quan đó với lại đối thủ, nó sẽ có cái lợi thế gì hơn không, hay là mình thua kém người ta không, thì làm sao mình cạnh tranh được, mình có phản ứng linh hoạt với lại cái môi trường thay đổi trong ngành dược của mình không, để mình có thể có được một cái lợi thế cạnh tranh.
Như vậy xét về cái yếu tố môi trường ngành, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp hình thành, tức là xây dựng ra cái chiến lược marketing đó. Thì để xây dựng ra cái chiến lược marketing, doanh nghiệp phải xác định được bản thân doanh nghiệp đó có mối quan hệ liên quan với những cái yếu tố thuộc môi trường ngành như thế nào, định vị vị trí của doanh nghiệp mình trong cái mối tương quan đó so với đối thủ cạnh tranh, để tìm ra được lợi thế của doanh nghiệp mình. Như vậy, khi mình thực hiện phân tích cạnh tranh, nó có nhiều cái phương pháp để phân tích lắm. Trong đó cái phân tích mô hình mà mình áp dụng trong cái tài liệu của mình đó là cạnh tranh của 5 năng lực cạnh tranh của Michelle Porter. Michelle Porter họ sẽ cho mình được một mô hình gồm 5 yếu tố trong ngành của chúng ta nó ảnh hưởng đến cái sự cạnh tranh trong cái ngành dược của mình. Và cái mức độ cạnh tranh đó nó được coi như là một hàm biến số giữa những cái thành phần trong 5 năng lực này: đối thủ cạnh tranh nè, tăng trưởng phát triển ngành nè, khác biệt hóa về sản phẩm và sự rào tác động của cái rào cản vượt ra khỏi ngành. Đây là mô hình 5 năng lực cạnh tranh của Michelle Porter. Rồi, trong cái mô hình này các bạn sẽ thấy được, thứ nhất, ngành dược phẩm ở trọng tâm của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vô cái gì nè? Biến số, sự cạnh tranh nó là biến số, một hàm biến số của tất cả những yếu tố này. Số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành, sự tăng trưởng của ngành, tăng trưởng thì thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng ha, khả năng sinh lợi lời lợi nhuận của ngành, khác biệt sản phẩm, rào cản rút lui khỏi ngành. Đó. Thì mình sẽ gồm có các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thay thế sản phẩm của doanh nghiệp mình bằng một sản phẩm khác, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, áp lực từ nhà cung cấp, áp lực từ người mua, đó sẽ mang đến cái lợi thế cạnh tranh trong cái ngành của chúng ta. Rồi thì trong năm biến số, trong những cái biến số đặt ra trong mô hình của Michelle Porter, thì biến số quan trọng nhất ảnh hưởng đó là số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành và sự tăng trưởng của ngành, là hai biến số có ảnh hưởng lớn nhất tới mức độ cạnh tranh giữa những cái doanh nghiệp dược với nhau. Càng nhiều đối thủ cạnh tranh, càng nhiều doanh nghiệp giống như mình cùng kinh doanh thì dĩ nhiên phải cạnh tranh nhiều hơn. Dễ thấy thôi, nhà thuốc mọc lên như nấm, có cạnh tranh không? Rồi, những cái số lượng này nè, cùng với cái sự phát triển, cái sự tăng trưởng của ngành, ngành mà càng tăng trưởng, càng hấp dẫn, càng lợi nhuận, càng béo bở thì người ta muốn vào đó để người ta kinh doanh, sẽ dẫn đến cái sự cạnh tranh nhiều hơn. Đó là hai cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất ha. Thì những cái ngành mà nó có chi phí cố định cao thường nó sẽ cạnh tranh nhiều hơn. Những cái chi phí cố định này nè, ví dụ như đầu tư nhà máy, hãng xưởng, máy móc, trang thiết bị trong sản xuất, mình có cái chi phí này nó lớn, thì cái cạnh tranh trong ngành nó thể hiện thông qua những cái doanh nghiệp nó phải cắt giảm chi phí đó để hoạt động hết công suất tạo ra sản phẩm. Rồi sự khác biệt hóa về sản phẩm trong cạnh tranh nữa các bạn. Mình kinh doanh cái món gì nó độc, nó lạ, nó độc đáo, nó ưu việt, nó phù hợp với lại nhu cầu, phù hợp với lại người mua, càng nhiều càng tốt, thì lúc đó mình mới có được cái lợi thế cạnh tranh. Rồi, đầu tiên mình đi phân tích coi nguy cơ từ đối thủ cạnh tranh của mình, đối thủ tiềm ẩn nè. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
là những đối thủ trong tương lai họ sẽ gia nhập ngành. Do cái ngành chúng ta béo bở quá, chính vì vậy mà sắp tới sẽ có thêm nhiều nhà thuốc mở ra ở gần khu nhà mình kinh doanh nữa, nên sẽ làm cho cạnh tranh càng ngày càng tăng. Nhưng những cái nhà thuốc đó, những cái doanh nghiệp đó, nó cũng sẽ có một cái sự khó khăn nào đó ảnh hưởng đến việc gia nhập vào ngành dược của chúng ta. Thì có ba loại rào cản có liên quan đến việc gia nhập ngành. Thứ nhất đó là chi phí. Thì cái chi phí này nó muốn nói đến cái gì? Lợi thế kinh tế do quy mô, lợi thế chi phí tuyệt đối và chi phí nghiên cứu triển khai. Vậy thì những cái này mà có cái chi phí này nó lớn thì làm cho doanh nghiệp khó tham gia vô. Nhưng nếu cái chi phí này nó thấp thì người ta dễ dàng bỏ vốn, đầu tư vốn để người ta gia nhập vào cái ngành của mình. Rồi vậy thì bằng cách nào? Lợi thế kinh tế nó thể hiện ở chỗ là gì? Hãng đó nó phải có cái mức độ sản xuất, có cái công nghệ và năng suất sản xuất như thế nào, dựa trên cái chi phí đầu tư ban đầu. Chi phí bỏ ra đầu tư thấp thôi nhưng năng suất sản xuất cao thì mới mau thu hồi vốn được, đúng không? Và người ta sẽ so sánh cái chi phí lợi ích kinh tế thu được dựa trên những cái chi phí cố định mà người ta bỏ ra để người ta có thể tham gia vào cái quy mô ngành, là mở rộng thêm quy mô ngành đó. Ngày xưa 100 doanh nghiệp thì giờ 1000 doanh nghiệp đó, kiểu như vậy. Rồi, lợi thế chi phí tuyệt đối có được khi hãng đó nắm được cái độc quyền về nguyên liệu, độc quyền về công nghệ, độc quyền về sản phẩm có được đăng ký bảo hộ hay không. Đó, thiết kế mẫu mã bắt mắt hay không, độc đáo hay không, nhân lực đội ngũ nhân sự giỏi hay không, có kinh nghiệm hay không trong vấn đề sản xuất để tạo ra cái sản phẩm đó. Đó là lợi ích chi phí tuyệt đối, tức là những cái gì thuộc về doanh nghiệp mà chúng ta có thể hơn hẳn, vượt trội hẳn so với doanh nghiệp khác. Nếu mình hơn người ta thì mới nhào vô cái ngành đó mình kinh doanh được, mình chiếm ưu thế được. Mình mở ra cái nhà thuốc ở khu vực đó nó có sẵn 2-3 cái rồi thì mình phải ngon hơn nó, ngon hơn về nhiều thứ ha, giá phải rẻ hơn, chất lượng phải cao, nhân viên phải nhiệt tình, cái mặt bằng phải rộng, ánh sáng phải lập lòe như sân khấu vậy ha, làm sao thu hút được khách hàng. Đó là một cái lợi thế chi phí tuyệt đối. Rồi, yêu cầu về vốn, tiền trong ngân sách để mà có thể thực hiện các kênh phân phối, để mình có thể tham gia nhập vào cái ngành của chúng ta. Đó là những cái đối thủ nguy cơ tiềm ẩn sắp sửa sẽ có một sự cạnh tranh rất là lớn, đúng không? Trong hệ thống chuỗi nhà thuốc không phải chỉ có Long Châu Pharma City mà bây giờ nó có thêm cái gì đó, bán thuốc bán xanh đó, cái gì bên đây, An Khang rồi Vinfa rồi cái ông gì đó, tập đoàn Nguyên Giúp của ông Vượng nữa đó. Đó, nhiều lắm. Sinh viên ngành dược ra trường tốt nghiệp cũng có sự cạnh tranh rất là nhiều ha, cạnh tranh nhiều trong vấn đề sinh việc nữa. Khi mà thị trường nó quy mô nó tăng lên, quy mô cạnh tranh nó nhiều hơn. Ngày xưa có 100 đứa học dược, giờ 1000 đứa vậy đó, kiểu vậy đó. Rồi, sản phẩm thay thế. Sản phẩm thay thế là những sản phẩm như thế nào đây các bạn? Nó sẽ có cái chức năng tương tự, tức là thay thế được trong điều trị. Những cái thuốc generic nó sẽ thay thế cho những cái thuốc brand name để nó làm giảm cái giá, và khi cái giá nó thấp hơn thì nó có lợi thế cạnh tranh tốt hơn. Như vậy những cái sản phẩm thay thế này nó tạo ra mức giá trần để những công ty có thể tính giá, vì giá trần nó ảnh hưởng đến tiềm năng trong cái cạnh tranh trong cái ngành công nghiệp, trong cái ngành dược của chúng ta, bất kỳ một ngành công nghiệp nào cũng vậy. Thì hiện tại chúng ta chưa có những sản phẩm thay thế, nhưng trong tương lai, tức là cái sự đe dọa đến từ cái cạnh tranh của sản phẩm thay thế là về lâu về dài, những cái nhà kinh doanh hoặc là những nhà kinh tế học người ta gọi cái này là
độ co giãn chéo, tức là về lâu về dài giữa sản phẩm này thay thế cho sản phẩm khác thì cái cạnh tranh của cái thị trường đó nó trở nên khốc liệt hơn thôi. Nếu như sản phẩm thay thế ưu việt hơn mình, tạo ra được lợi thế cạnh tranh tốt hơn mình thì người khách hàng sẽ chọn của người khác, không chọn của mình thôi, chọn sản phẩm thay thế mà không chọn sản phẩm của mình. Như vậy ngưỡng chặn trên đối với lợi nhuận của cái ngành dược của chúng ta nó sẽ vững chắc hơn và ở mức thấp hơn. Nếu như cái sản phẩm, cái khả năng lựa chọn các sản phẩm thay thế này nó hấp dẫn, tức là khách hàng sẽ bỏ mình ra đi đó. Do đó những cái doanh nghiệp, những cái sản phẩm mà họ làm ra nó sẽ phải có một cái lợi thế nào đó để vượt trội hơn so với sản phẩm thay thế, giảm được cái áp lực cạnh tranh này từ thị trường nha các bạn. Cái áp lực thứ ba trong mô hình của Michel Porter đó là quyền lực của nhà đàm phán, tức là của người mua. Những cái người mua này họ có ảnh hưởng và buộc những cái người bán hàng cho mình phải bán cho mình với mức giá đó, không thể tăng giá hơn được nữa. Nếu không tăng nữa thì tôi không mua. Đồng thời mua phải dịch vụ cho tôi tốt hơn. Đó là năng lực trong cái ảnh hưởng của cái người mua, khả năng đàm phán tốt với bên cung ứng hàng với mình. Bởi vì sao? Bởi vì khả năng sẽ có nhiều nhà cung ứng. Nếu chúng ta mua từ những cái nhà cung ứng mà có tin cậy, những cái chi phí mà liên quan đến quá trình mua này nó được đảm bảo với cái mức hài hòa thì chúng ta sẽ lựa chọn cái nhà cung ứng đó. Cung ứng tốt giá thấp thì người ta sẽ dễ dàng người ta chọn thôi, nên cái cạnh tranh nó sẽ cao hơn. Rồi cái quyền lực của nhà cung cấp. Quyền lực của nhà cung cấp là nói đến người bán cho mình. Những cái nhà bán nguyên liệu, những cái nhà bán hàng hóa buộc nhà sản xuất, nhà phân phối chấp nhận mức giá cao hơn hoặc cắt giảm các dịch vụ, các chi phí theo chiều hướng là giảm lợi nhuận để có thể mà cung cấp cái món hàng đó. Vậy thì giữa người mua và những nhà cung cấp và người mua thì thực tế bên nào cũng có thể đóng vai trò là người mua, bên nào cũng có thể đóng vai trò người bán, tùy mình đang ở cái khâu nào thôi. Thì cái khả năng áp gọi lớn áp, khả năng áp đảo cái đối tượng đối tác với mình trong vấn đề quyết định là tôi có nên mua hay không, nếu tôi mua tôi sẽ mất đi quyền lợi gì, nếu tôi chọn những nhà chung cung ứng khác, tôi chọn những cái nhà cung ứng chất lượng cao, giá rẻ, cạnh tranh tốt, dịch vụ tốt thì tôi sẽ được cái gì đó, nó sẽ gây ra những cái áp lực ở trong cái ngành của chúng ta để cạnh tranh. Như vậy năm áp lực của cạnh tranh của mô hình của Michel Porter nó sẽ ảnh hưởng và nó tương tác với nhau để xác định đặc tính và sự hấp dẫn của một ngành. Đặc tính và sự hấp dẫn của một ngành, sự hấp dẫn của ngành nó thể hiện ở cái sự cạnh tranh càng cao, có nghĩa là càng hấp dẫn ha. Và nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định chiến lược marketing của doanh nghiệp. Nhưng mà doanh nghiệp cần phải phân tích các lực lượng cạnh tranh này tương ứng với từng sản phẩm mà mình kinh doanh nha các bạn, hoặc từng nhóm sản phẩm để mình có thể chọn lựa một cách phù hợp, có hiệu quả theo cái thị trường mục tiêu mình muốn đến. Khi phân tích môi trường ngành, chúng ta cũng phân tích dùng cái phân tích SWOT, điểm mạnh, điểm yếu để chúng ta phân tích luôn ha. Như vậy đầu tiên là doanh nghiệp nó phải đi khảo sát, nó đi coi cái ngành của mình nó có những cái nguy cơ tiềm ẩn nào để cạnh tranh với mình, rồi xác định điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó mới có thể đưa ra những cái chiến lược hành động cho nó phù hợp ha các bạn, tấn công phòng thủ như thế nào đó đối với cái doanh nghiệp của mình. Như vậy theo Porter, điều mà doanh nghiệp cần phải quan tâm khi xây dựng chiến lược
doanh nghiệp của mình, toàn bộ doanh nghiệp của mình sẽ hướng đến cái việc gì? Thứ nhất, định vị công ty, công ty mình như thế nào, sản phẩm ra sao, định vị thị trường tương ứng với lại công ty của mình, thương hiệu hay như thế nào đó, để mình có thể gọi là đối phó, phòng thủ tốt với lại các năng lực cạnh tranh trong hiện tại. Đây, tác động tới cân bằng giữa những cái yếu tố, những cái lực lượng đó, để từ đó mình có thể nâng cao cái vị trí cạnh tranh của mình trong doanh nghiệp. Rồi dự báo thay đổi những cái yếu tố cơ bản bên trong các thế lực cạnh tranh này, tức là mình trong tương lai liệu nó có thay đổi hay không, và những thay đổi đó sẽ như thế nào, thì doanh nghiệp mình phải có một cái sự dự báo trước. Mình khai thác cái thay đổi đó, mình dự báo được thì mình sẽ điều chỉnh được cái chiến lược cho nó phù hợp hơn các bạn. Đây, cụ thể cô tóm lại thành một cái sơ đồ ở đây, các bạn thấy đây. Khảo sát các năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh là điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm, kể cả những yếu tố tiềm ẩn ha, dùng công cụ phân tích SWOT để biết được điểm mạnh, điểm yếu. Lợi thế của mình là gì, dựa trên điểm mạnh mình có thì cơ hội sẽ mở ra cho mình là gì, điểm yếu mình đang gặp phải thì thách thức thị trường nó đang tấn công vô mình đó, cách nào đó để mình có thể vượt qua, rồi xây dựng những chiến lược tương ứng, phòng thủ tấn công gì đó cho nó phù hợp. Những cái chiến lược này nó sẽ hướng đến ba việc: định vị doanh nghiệp, tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố năng lực cạnh tranh, và dự báo trước sự thay đổi từ những yếu tố đó để điều chỉnh những cái chiến lược, sách lược cho nó phù hợp ha. Rồi cuối cùng là môi trường nội bộ. Môi trường nội bộ công ty. Môi trường nội bộ công ty đây là tùy thuộc vào mỗi một doanh nghiệp, mỗi một công ty, mức độ đầu tư, quy mô, cũng như là cái định hướng của cái định hướng chiến lược của cái doanh nghiệp đó. Thì mình sẽ coi sơ qua, mình thấy được đây, nó sẽ gồm có hai cái thành phần chính, đó là nguồn lực hữu hình và nguồn lực vô hình. Và dĩ nhiên môi trường nội bộ là doanh nghiệp mình sẽ kiểm soát được, các bạn, doanh nghiệp mình sẽ kiểm soát được, hoàn toàn có khả năng kiểm soát, có khả năng điều chỉnh và tạo ra những sự thay đổi từ cái môi trường nội bộ công ty này, nó sẽ ảnh hưởng lên cái quyết định chiến lược marketing của doanh nghiệp mình. Vậy mình phải phân tích nội lực của mình nha, phân tích là mình có cái gì, năng lực mình ra sao, mình tận dụng nó để mình phát triển, cũng như mình chưa có cái gì, mình chưa đầu tư được cái gì, liệu cái đó mình sẽ theo chiến lược, theo định hướng phát triển sắp tới nó như thế nào. Rồi cụ thể ở đây, đối với nguồn lực hữu hình, chúng ta sẽ có tài chính, tiền. Bao giờ cũng vậy, độ mạnh yếu thì doanh nghiệp nó phụ thuộc vào tiền ha, tài chính. Muốn mua, muốn đầu tư hãng xưởng, mua sắm trang thiết bị máy móc, muốn mà có một cái văn phòng làm việc khang trang, tất cả đều nhờ vào tiền hết. Đó là những nguồn lực hữu hình của doanh nghiệp. Muốn đầu tư cho công nghệ, muốn đủ thứ, muốn hết, đó là phụ thuộc vào nguồn lực tài chính đó các bạn. Rồi nguồn lực vô hình đó là gì? Đó là những con người, nhân sự, những người làm việc hiệu quả, những người đam mê, giỏi, năng lực tốt. Con người là gọi như nguồn lực không thể thiếu. Muốn có công ty thì phải có nhân sự thôi, tuyển dụng. Và hiện nay các doanh nghiệp, các công ty nó đang khóc. Vì sao? Dân bỏ về xứ hết rồi, không có lao động, không có sản xuất được. Rồi, cái nguồn lực vô hình. Nguồn lực vô hình là năng lực sản xuất. Năng lực sản xuất tức là nói lên cái khả năng sản xuất trong cái công nghệ áp dụng của nhà máy đó, của cái công ty đó, năng lực làm việc để tạo ra sản phẩm. Trình độ quản lý chất lượng, trình độ quản trị, tức là áp dụng kỹ thuật thô sơ thủ công hay là hiện đại để mình quản lý ha. Xây dựng thương hiệu có mạnh hay không. Rồi năng lực cho bộ phận marketing. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có tất cả những nguồn lực này, nó làm cho doanh nghiệp có một cái lợi thế trong cạnh tranh hay không đối với cái môi trường mà mình kinh doanh. Như vậy đặc tính nè, những yếu tố này chúng ta kiểm soát được,
Tùy theo cấu trúc của công ty mình, tùy theo quy mô công ty mình thì đặc trưng của mỗi cái thành phần này nó sẽ là đặc trưng riêng. Rồi. Doanh nghiệp kiểm soát được, điều chỉnh được trong tất cả các hoạt động nên mình sẽ chủ động được. Mình chủ động được để mình có thể ra được những sách lược, chính sách sao cho nó phù hợp. Và muốn có những chiến lược chính sách phù hợp thì doanh nghiệp phải có thực hiện phân tích môi trường nội bộ của mình, phải biết coi trong ruột trong gan mình có cái gì ha, nội lực nội tại ra sao, rồi từ đó mới hành động. Nhiều khi có những người người ta nói thùng rỗng kêu to đó ha, không có cái gì hết nhưng mà ra ngoài thì lại làm sao thể hiện cung cấp các kiểu vân vân. Chính vì vậy mà dễ bị sụp, dễ bị gọi là phá sản, dễ bị giống như rút khỏi thị trường. Rồi tóm lại, mục tiêu chính đối với ngành công nghiệp mà mang tính cách mạng như dược phẩm phải luôn luôn đổi mới, cách mạng là luôn luôn tạo ra những cái mới ha, hoặc công nghệ thông tin là được xã hội và người dân chấp nhận rộng rãi và sử dụng các sản phẩm mới càng nhanh càng tốt. Đối với ngành dược, điều này có nghĩa là tỷ lệ nhân viên y tế và cộng đồng là có khả năng và sẵn sàng chấp nhận đổi mới, phải bằng tốc độ sản phẩm mới ra khỏi phòng thí nghiệm. Mục tiêu xã hội của chúng ta phải là sản xuất ra các loại thuốc này để có tác dụng điều trị. Có nghĩa là muốn nói đến cái gì? Cái năng lực đối với một cái doanh nghiệp, xã hội họ cần, nhân viên y tế họ cần, cái tốc độ để mình đáp ứng được cái đó đó phụ thuộc vào nội tại doanh nghiệp mình đó, nó phải nhanh, phải cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác. Và mỗi một cái doanh nghiệp nó có cái định hướng, cái mục tiêu, thì cái điều quan trọng để chúng ta đi đúng đi đường mà không bị lạc thì đó là mục tiêu. Lập kế hoạch cũng vậy, phải dùng mục tiêu. Như vậy doanh nghiệp phải xác định đúng mục tiêu, rõ ràng mục tiêu, để rồi từ đó mình mới có những cái kế hoạch để mà mình hành động. Thì thị trường thì luôn cạnh tranh khốc liệt, thì chúng ta phải coi cái ngách, cái ngõ, cái ngách nào, một cái lối đi nào đó mà đó là lối đi riêng, không giống ai hết, để tạo ra được cái bản sắc riêng, tạo ra được cái sự cạnh tranh đó, lợi thế ha, lợi thế cho mình tận dụng tốt nhất sức mạnh đó để mình lấy được cái khách hàng của mình với so với những cái đối thủ cạnh tranh nha các bạn. Rồi như vậy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình sẽ thông qua cái gì đây? Theo tài liệu họ cung cấp cho mình, thứ nhất đó là mình sẽ đi theo hướng mục tiêu nào, xây dựng cái gì. Mục tiêu về có thể là do mình có cái lợi thế cạnh tranh ở đây là chi phí thấp, khác biệt hóa đây, cái mà cô mới nói ha. Chất lượng sản phẩm vượt trội hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn, luôn luôn cải tiến, luôn luôn đổi mới, hiệu quả vận hành doanh nghiệp hiệu quả, nó luôn luôn vượt trội, đó là một cái lợi thế. Rồi, vậy thì các nhân tố tạo nên cạnh tranh đối với một doanh nghiệp ở ngành dược ở Việt Nam mình, một cái doanh nghiệp thì họ sẽ xem xét cái gì? Các mục tiêu. Doanh nghiệp mình hướng đến mục tiêu gì? Mục tiêu bán hàng hay mục tiêu xây dựng thương hiệu, mục tiêu quyền lực hay mục tiêu tài chính. Đó, tùy theo cái mục tiêu mà mình hướng đến. Rồi, mấy cái mục tiêu này về các bạn tự coi thêm trong tài liệu nha các bạn. Rồi, khi mà xác định đúng mục tiêu thì chúng ta sẽ có cái kế hoạch hành động cho nó phù hợp ha. Rồi, một ông giám đốc quan hệ công chúng ở một công ty dược phẩm thì kê ra 6 câu hỏi. Ông nghĩ rằng nó có ý nghĩa ở đây để có được một cái hình ảnh tốt cho doanh nghiệp trong cạnh tranh. Rồi, câu hỏi thứ nhất là gì? Hình ảnh doanh nghiệp, hình ảnh tổ chức doanh nghiệp của mình đó sẽ vươn tới một cái điều gì đó mà cái ông chủ của mình đồng
ý, nhà quản lý của mình đồng ý, có đồng ý hay không thì mình mới theo cái mục tiêu định hướng đó ha. Mục tiêu dài hạn thì phải có mục tiêu ngắn hạn, những cái chương trình hành động cụ thể không? Có không? Rồi, bạn có biết lắng nghe không? Và nghiên cứu đầy đủ, tìm hiểu đầy đủ những cái sự khác biệt, những cái điều mà cộng đồng họ nghĩ gì về bạn. Mình biết lắng nghe thì họ nói tốt có, họ nói xấu có. Cái gì tốt thì mình nghe, mình phát huy, cái gì xấu thì mình nghe, mình sửa chữa. Mình có thể dựa vào đó để mình từ cộng đồng, là từ những người khách hàng, từ những người đối tác với mình, để mình có một cái sự thay đổi cho nó phù hợp, để mình tạo ra được một cái doanh nghiệp trong tương lai vươn tới cái điều tốt đẹp hơn. Rồi, bạn có tham khảo các tình huống lịch sử không? Tức là bài học thành công lẫn thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Học hoài mà cũng thấy mẹ không mà, tức là lấy thất bại không mà. Học hoài mà không rút kinh nghiệm được. Đó, kiểu như vậy, làm hoài mà vẫn sai. Đó, chung quy là người ta nói là mình phải biết bài học thực tế. Giống như hồi nãy nói công nghiệp dược ở Việt Nam, nó phải học bài học từ đâu? Từ Ấn Độ đó. Đây, bạn có định kỳ xem xét những điều cần thiết đối với các chương trình của mình để cân nhắc những việc thành công và thất bại trong công việc hay không? Tức là có cái sự gọi là kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành, tổ chức. Mỗi chặng đường mình đứng lại mình coi, quay lại coi mình đã làm được cái gì chưa làm được, thành công thất bại mình đã gặt hái được đó là gì. Bạn có tự xác định gần gũi với cộng đồng bạn đang cố gắng tiếp cận hay không? Tức là mình là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với lại khách hàng, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với lại các đối tác, người ta gọi là quản trị quan hệ khách hàng đó. Cái đó mà cái bữa là tuần rồi mình có nói đó. Bởi vì sao? Bởi vì yếu tố môi trường marketing nó gồm cả yếu tố nguy cơ lẫn cơ hội. Nhưng mà chúng ta phải có một cái sự tận dụng như thế nào, một cái sự phòng thủ đối với những khó khăn ra sao. Đó, cái đó là cái mà doanh nghiệp cần phải thực hiện. Thì để có thể đối phó tốt, làm tốt thì chúng ta phải lập kế hoạch thôi. Như vậy nhiệm vụ lập kế hoạch nó mất thời gian cực kỳ nhiều, khó khăn, phức tạp như khê lắm. Và phải có sự năng động, phải có cái sự ứng biến, điều chỉnh, thay đổi cho nó kịp thời. Ta gọi là thích nghi, năng động và thích nghi. Và thực tế trong doanh nghiệp chúng ta sẽ có nhiều cái mục tiêu khác nhau. Mỗi một cái mục tiêu như vậy nó có cái một cái hệ thống mục tiêu, cô gọi là hệ thống mục tiêu, nó có thể có cái sự mâu thuẫn, có cái sự đan xen. Thì lúc này chúng ta phải có cái sự thống nhất. Giống như bộ phận kinh doanh thì nó mục tiêu khác, bộ phận sản xuất mục tiêu khác. Cái ông kỹ thuật thì ông nói không được, tôi phải làm ra món hàng có chất lượng. Nhưng cái ông marketing hoặc ông tài chính ông nói không được, chất lượng thì ông hiểu. Ông nói thôi, nhìn nhận dưới góc độ kinh tế xíu đi, làm ra sản phẩm giá chi phí thấp thôi. Đó, vậy thì sẽ có những cái mục tiêu, những cái sự mâu thuẫn trong đó, mục tiêu chính, mục tiêu tiêu phụ, nên cần phải có cái sự thống nhất về mục tiêu để chúng ta có thể lập ra một cái kế hoạch mình vận hành cho nó có hiệu quả, nhịp nhàng, phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng các bạn. Và luôn luôn có sự thay đổi từ môi trường cực kỳ đa dạng và phức tạp, đa dạng, đa chiều và phức tạp, con nói như vậy. Chúng ta phải có cái sự năng động, chúng ta đối phó, chúng ta dự báo trước những điều xấu có thể xảy ra, dự báo được những cái gì tốt để mình có thể vươn tới sớm hơn, tạo ra lợi thế với lại đối thủ của mình. Rồi, kết luận ở đây chúng ta có được cái điều gì đây? Đối với ông Lewis, ông nói điều này rất là hay á. Làm việc tốt nhưng theo đuổi mục tiêu sai sẽ tệ hại hơn làm việc kém nhưng có mục tiêu đúng. Trong kinh doanh, khả năng sáng tạo marketing chính là công cụ trọng tâm để quyết định mục tiêu doanh nghiệp. Đó. Và mục tiêu doanh nghiệp các bạn ơi, dựa trên đâu? Từ sáng giờ học quá trời luôn. Dựa trên cái gì? Dựa trên môi trường kinh doanh.
dựa trên chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp từ tác động của môi trường. Môi trường kinh doanh đó thì để có thể gọi là theo dõi, giám sát và ứng biến thì chỉ có bộ phận marketing trong doanh nghiệp thôi các bạn. Đó, chung quy lại mình kết thúc cái phần ở đây, phần 1. Ok các bạn ơi, kết thúc phần 1 bài môi trường marketing có làm cho mình sáng tỏ hơn được những cái ý mà trong cái tài liệu cung cấp cho mình không? Sau khi cô giải thích xong. Rồi, Mai thì cẩm vàng, Sương Sương hả? Lê Thị Huỳnh Như thì Sương Sương. Mai thì Cẩm Vang. Vang ơi. Dạ em nghe cô. Ừ, có nắm bắt được những cái ý mà cô triển khai cho mình học không? Dạ cũng sơ sơ, phải có thời gian lại thống kê lại thì đúng rồi, cái gì cũng vậy, phải có quá trình lặp đi lặp lại ha, mới giỏi được, mới thuần thục được. Ok thôi, để tiếp tục cái phần cuối cùng. Phần cuối cùng đó là cuối cùng bữa nay nha. À, khách hàng trong thị trường dược phẩm ha các bạn. À, khách hàng trong thị trường dược phẩm của chúng ta sẽ gồm có hai nhóm, phân ra làm hai loại. Thứ nhất đó là khách hàng tiêu dùng cá nhân, tức là những người bệnh, người mua trực tiếp cái sản phẩm dược về để sử dụng điều trị bệnh, những cái mục đích y học mà họ mong đợi từ cái sản phẩm dược đó. Thì cái hành vi mua hàng, quyết định mua hàng trong mô hình hành vi đưa đến quyết định nó sẽ khác biệt với lại cái nhóm khách hàng thứ hai, đó là tổ chức. Khách hàng tổ chức trong ngành dược đó là những cái cơ quan, những cái đơn vị doanh nghiệp, có thể là tổ chức phi lợi nhuận hoặc lợi nhuận. Thì ở đây cô muốn nói đến cái hoạt động của bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, những cái doanh nghiệp nó sản xuất, nó cần phải mua nguồn nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất ha. Mình coi cái đặc tính của nó, khái quát về hành vi và đặc trưng cơ bản của nó để chúng ta có cái tác động từ bộ phận marketing để thúc đẩy cho cái hoạt động quyết định mua của những cái đối tượng khách hàng này nó dễ hơn. Rồi, thì trước hết bất kỳ một cái người tiêu dùng nào cũng vậy, hay hàng hóa nào cũng vậy, kể cả dược, thì hành vi mua và quyết định mua của người khách hàng thông qua việc chúng ta phải hiểu về họ. Ở đây chúng ta sẽ có cái sự phân tích về người tiêu dùng, ta gọi là chân dung của khách hàng của chúng ta sẽ như thế nào, đặc điểm về nhân khẩu học, đặc điểm về nơi ở, địa lý, vùng miền, rồi yếu tố tâm lý, giới tính nam nữ gì đó, có cái sở thích, có cái cá tính riêng, vân vân. Rồi cái kênh truyền thông trong cái tiếp thị thông tin, cũng như là cái kênh phân phối, hành trình mua đó nó sẽ như thế nào, nó chịu tác động từ cái hoạt động marketing của doanh nghiệp ra sao để có thể thúc đẩy nó nhanh chóng hơn. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ có thị trường tiêu dùng dược phẩm, người tiêu dùng là người mua và trực tiếp tiêu thụ sản phẩm, nhưng mà đối với ngành dược, bệnh nhân họ không có trực tiếp mua mà họ phải thông qua bác sĩ, thông qua dược sĩ ở các bệnh viện, ở các phòng khám và ở các nhà thuốc. Và mọi thành phần cá nhân, mọi thành phần cá nhân, các hộ gia đình trong cái tiêu dùng và những cái nhóm người họ quyết định mua là những cái người sẽ có vấn đề về sức khỏe. Nói một cách khác, các bạn hiểu ở đây là gì? Tất cả chúng ta, dù cho người khỏe mạnh hay người bệnh gì chăng nữa, chúng ta vẫn có những cái nhu cầu tiêu dùng cái sản phẩm dược. Như vậy, thị trường người tiêu dùng trong dược phẩm là những người sẽ có tiềm năng, sẽ mua một cá nhân hoặc là nhiều người, tổ chức, mình có tổ chức mua ha.
Và trong cái quá trình mua này nó sẽ có những cái yếu tố ảnh hưởng tác động mà mình cần phải tìm hiểu. À, từ đó mình có cái chiến lược, cái sách lược, cái hoạt động marketing hướng đến những cái đối tượng khách hàng của mình cho nó phù hợp. Rồi thì ở đây đối với thị trường tiêu dùng ngành dược, mình sẽ có hai cái thị trường cơ bản, đó là OTC và OTC. Những người khách hàng có nhu cầu mua thuốc kê đơn, đây là những cái người sử dụng thuốc không kê đơn chứ, xin lỗi, ở đây nhu cầu mua thuốc không kê đơn, cô để nhầm hai bên rồi đó các bạn, nhầm hai cột này rồi nè. OTC và OTC, bên đây là OTC là thuốc không kê đơn ha. Rồi cái thị trường khách hàng này là người mua có thể tự quyết định được, tự quyết định được cho cái vấn đề sử dụng thuốc, ảnh hưởng đến người mua, tác động đến người mua, sẽ thúc đẩy được cái hành vi mua dễ hơn. Rồi còn đối với thị trường OTC thì thị trường này vai trò quyết định không phụ thuộc vào người tiêu dùng trực tiếp, đó là bệnh nhân, mà là phải thông qua bác sĩ trong vấn đề kê đơn. Rồi khái quát về thị trường, mình có hai cái thuật ngữ, đó là B2B và B2C. Cái này là B2B tức là doanh nghiệp với doanh nghiệp. Mua, khách hàng mua của mình đó là tổ chức các bạn. Ví dụ như những cái bệnh viện, những cái doanh nghiệp, mà những cái công ty phân phối trung gian, những cái nhà máy sản xuất, đó là những cái tổ chức mua đó. Thì có cái quy trình mua nó sẽ khác nhau, phức tạp hơn nhiều so với một cái người khách hàng cá nhân họ mua về sản phẩm để phục vụ cho mục đích tiêu dùng của họ. Cái đối khách hàng tổ chức của mình đó, cái mục đích mua của họ không phải là tiêu dùng trực tiếp sản phẩm, mà họ phải dùng cho mục tiêu của tổ chức các bạn. Rồi B2C là business to customer, tức là khách hàng, doanh nghiệp tới khách hàng, business kinh doanh tới khách hàng. Rồi. Rồi, các đặc trưng cơ bản của khách hàng, tức là bệnh nhân của chúng ta, chúng ta phải hiểu về họ, họ có những cái đặc tính gì, những cái đặc điểm gì, đặc trưng riêng của họ để họ có cái quyết định khác nhau trong cái hành vi mua sản phẩm của chúng ta. Bởi vì nhu cầu tự nhiên nó xuất phát từ mỗi cá nhân con người, nhưng nhu cầu tự nhiên đó nó phải gắn với cái đặc thù riêng của họ, thì từ đó marketing nó mới hướng đến phát hiện ra, khám phá ra và tập hợp được, hiểu được, phân tích được cái nhu cầu mong muốn của cái người khách hàng này cụ thể như thế nào, mình mới có cái sự tác động liên quan về cung sản phẩm. Thứ nhất, tuổi, tuổi tác, mỗi độ tuổi nè, giới tính nam nữ cũng khác nhau nè, chủng tộc nè, tình trạng hôn nhân. Thì thường cái người mà có gia đình rồi thì họ sẽ có cái nhu cầu mua thuốc nhiều hơn, nữ nhiều hơn nam, chăm sóc sức khỏe chẳng hạn. Rồi dân trí, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, tiền tài chính vân vân. Rồi tôn giáo, dân tộc, đó là những yếu tố thuộc về cá nhân. Thì các bạn về các bạn đọc thêm trong tài liệu ha. Rồi đây là đặc trưng cơ bản của những cái người tiêu dùng, ở đây là cái người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm là bệnh nhân. Và thông qua cái sự phân tích về cơ cấu bệnh tật, mô hình bệnh tật, chúng ta biết được những cái người khách hàng của chúng ta thuộc những cái nhóm bệnh nhân như thế nào để có cái cung ứng cái sản phẩm cho nó phù hợp ha. Như vậy tập đoàn Masson Just gợi ý mô hình bệnh tật, dự báo thị trường sẽ tiêu thụ những thuốc gì trong tương lai thông qua cái phân tích mô hình bệnh tật, phân tích tình hình sử dụng thuốc đó các bạn. Đó là những nghiên cứu về lâm sàng. Rồi như vậy thị trường ở đây là tập hợp những người khách hàng hiện tại hoặc trong tương lai tiềm năng mua. Thì cái này cô có giải thích trong cái bài số 1 rồi ha. Như vậy chiến lược thị trường có cái ý nghĩa quan trọng ở đây, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh của công ty, quyết định mở rộng hoặc thu hẹp thị trường, ảnh hưởng lớn đến những cái vấn đề mang tính chiến lược, ví dụ như cái gì, định nghĩa cơ bản về một ngành kinh doanh, dự tính khả năng kinh doanh từ những cơ hội còn đang bỏ ngỏ, thì cái ngách nào mình có thể tận dụng ở đây,
là đối phó với các đối thủ cạnh tranh, quyết định phân bố những nguồn lực tài chính, v.v. Như vậy, chúng ta phải phân đoạn thị trường, chúng ta phải xác định được cái thị trường mục tiêu, xác định được cái cơ hội, những cái tiềm ẩn nào có thể chúng ta sẽ tận dụng nó. Nhu cầu của khách hàng là cá nhân thì chúng ta quan tâm đến thấp nhu cầu, cái này mình nói rồi ha. Rồi cái khái niệm về bệnh tật, bệnh ốm đau, bệnh tật nó cũng khác nhau ha. Về các bạn tìm hiểu thêm cái định nghĩa này ha. Bệnh tật, cái cá nhân mình cảm thấy khó chịu vì một cái triệu chứng nào đó, chúng ta có cái sự cảm nhận từ cá nhân, tôi cảm thấy không có được khỏe, rồi sau đó mọi người nhìn thấy mình đang hắt xì, mình đang ho, thì đó là sickness, rồi tới disease, tức là bệnh có sự chẩn đoán của bác sĩ. Lúc này kết luận thực sự chúng ta bệnh ha, chúng ta sẽ có những cái quá trình thay đổi như vậy để chúng ta hướng đến cái quyết định mua hàng. Đây những thay đổi người bệnh gặp ở người bệnh, chúng ta có thể đọc ở trong trong cái tài liệu ha, đọc thêm trong tài liệu. Chúng ta lựa chọn phác đồ điều trị, chúng ta có cái sự tuân thủ như thế nào trong vấn đề sử dụng thuốc. Câu chuyện đặt ra cho các bạn đó là gì? Đó là một cái công ty dược nó tuyển nhân viên, tuyển trình dược đi thúc đẩy bác sĩ kê đơn. Nhưng mà cuối cùng khi anh bệnh nhân anh tới anh khám, anh lấy cái đơn về thôi, anh không có mua, ông không mua lọc lại, không có sự tuân thủ. Thì cái chi phí cho cái việc kinh doanh đó nó có mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp hay không? Đó, cái thói quen tiêu dùng của người dân ha, họ không muốn mua cái sản phẩm đó lặp lại do họ không có sự tuân thủ, thì chúng ta mất khách hàng do bệnh nhân thiếu tuân thủ, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Như vậy điều chúng ta cần tác động ở đây là làm sao tăng sự tuân thủ cho bệnh nhân để tăng thêm cái quyết định mua hàng, mua lặp lại á. Rồi tất cả những thông tin khác các bạn coi thêm trong tài liệu ha. Rồi cái đối tượng khách hàng thứ hai, một số cái hạn chế thì các bạn coi thêm nha. Khách hàng thứ hai đó là tổ chức. Tổ chức thì thị trường tổ chức ở đây mình muốn nói đến những cái người mua mà họ có những cái nhóm đại diện để mua, trung tâm mua ở trong tổ chức đó. Mình có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phi lợi nhuận ha. Sản xuất kinh doanh thì có cơ sở khám chữa bệnh nè, những cái cơ sở bệnh viện công lập, bệnh viện tư. Rồi những cái công ty phân phối, những cái người mua nguyên liệu về để sản xuất thuốc đó, đó là những cái người khách hàng mua tổ chức. Thì đối với khách hàng tổ chức mình có 6 cái đặc trưng, 6 cái đặc điểm cơ bản. Thứ nhất đó là nhu cầu thị trường, thì nó sẽ tập trung ở một số nhóm đối tượng nào đó thôi. Nó đã xác định sẵn trước đó rồi. Có ví dụ như bệnh viện nó muốn mua thuốc cho sử dụng của năm sau đi, bây giờ tới tháng 12 là chuẩn bị mua thuốc cho năm 2022 đi, nó sẽ có cái sự phân tích và có cái nhu cầu xác định từ trước để nó mua rồi, hoặc nó mua để nó lập dựa theo cái kế hoạch sản xuất mà nó lập ra trước rồi ha các bạn. Rồi những cái nhu cầu mua này nè, nó là nhu cầu không phải xuất phát từ bản thân mà nó tiêu dùng. Ví dụ như bệnh viện nó không phải là nó mua về để nó xài, mà nó mua nó phụ thuộc vào lượng bệnh nhân tới khám, phụ thuộc vào người bệnh. Đó là người ta gọi là nhu cầu phát sinh, nhu cầu phái sinh. Phái sinh nó có nghĩa là xuất phát từ một cái nhu cầu khác. Thì cái biến động từ thị trường á, nó ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình cung ứng của những cái doanh nghiệp. Rồi tương tự mình còn những cái đặc trưng khác thì các bạn coi thêm trong tài liệu. Rồi ba nhóm khách hàng, ba cái nhóm khách hàng khác nhau đối với khách hàng tổ chức đó là gì? Khách hàng mua lần đầu, mới tin luôn, quyết định mua thì họ sẽ mua những cái gì, nguy cơ họ gặp phải sẽ là gì, và người làm marketing cần phải tác động như thế nào để cái quá trình mua nó diễn ra đến cái quyết định cuối cùng. Rồi khách hàng thứ hai là mua lặp lại. Thì trong trường hợp này doanh nghiệp nó đang mất dần lợi thế và nó sẽ có những cái đối thủ cạnh tranh. Vậy thì doanh nghiệp cần phải làm gì để những cái khách hàng này mua lặp lại đối với mình?
có sự thay đổi, có sự điều chỉnh, có nghĩa là nó phát sinh thêm những cái nhu cầu mới trong quá trình mua, trong quá trình làm việc hai bên đó. Vậy thì doanh nghiệp phải phục vụ họ ra sao? Đây là cái ngách và cái cơ hội để cho những doanh nghiệp cạnh tranh với mình đó, nó nhảy vào, nó chiếm lấy khách hàng của mình. Những người khách hàng mua lặp lại hoàn toàn không có sự thay đổi điều chỉnh gì, vì cái mối quan hệ thân thiết, cái mối cái sự cung cấp của doanh nghiệp mình, cái sản phẩm đó, nó quá ok rồi. Rồi, hành vi, mô hình hành vi quyết định mua của khách hàng tổ chức thì chúng ta có được sự ảnh hưởng từ yếu tố môi trường, ảnh hưởng từ bên trong doanh nghiệp đó, bên trong tổ chức đó. Rồi đại diện cái doanh nghiệp tổ chức đó, chúng ta sẽ có cái bộ phận mua sắm, người ta gọi là tham gia hoạt động đấu thầu trong bệnh viện nè, hội đồng thuốc và điều trị nè, khoa dược nè, vân vân. Nó có cái trung tâm mua sắm, nó sẽ phụ, nó tập hợp nhiều người, thì trong đó cái vai trò của cái người leader, cái người mà đưa ra những cái quyết định và có ảnh hưởng đến những cái người còn lại, những cái thành viên còn lại trong cái đội nhóm mua hàng đó. Trong doanh nghiệp, trong nhà máy nó cũng sẽ có một cái bộ phận, người ta gọi là phòng kế hoạch đó ha. Họ sẽ đi mua sắm các nguyên liệu, gặp gỡ những cái người đối tác cung cấp nguyên liệu cho họ. Rồi khi mà mình làm việc thì cá nhân bao giờ nó cũng ảnh hưởng trong cái cá tính của con người. Hồi nãy cô có nói đến vấn đề sẽ mâu thuẫn về mục tiêu, mâu thuẫn về mục tiêu, thì bộ phận mua hàng, bộ phận mà kinh doanh đó, nó lại muốn là tìm nguồn hàng rẻ thôi. Chất lượng thì nó không có quan tâm, nhưng cái bộ phận sản xuất thì họ lại đòi là tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia, vân vân, đòi hỏi cái chất lượng, đòi hỏi cái tiêu chuẩn cao hơn thì giá nó sẽ cao hơn. Nó mâu thuẫn trong cái mục tiêu. Thì ở đây những cái đối tượng cá nhân này nè, trong một cái nhóm ảnh hưởng lên quyết định mua hàng, thì chúng ta phải tác động đến người chủ chốt, tức là KOL, tức là những cái người mà leader nắm cái quyền quyết định ảnh hưởng, và ảnh hưởng của những cái yếu tố người thân, người quen đối với những cái thành viên của cái đội nhóm mua hàng này nữa. Cô ví dụ như cô là thành viên trong, cô là khoa dược đi, cô là thành viên trong cái nhóm về thầu vân vân, thì cô sẽ có cái mối quan hệ với những cái người thân của cô, hoặc những cái công ty nó cung ứng, cô có cái mối quan hệ thân thiết, thì do cái sự tư vấn, cô nghĩ là cái công ty này nó chào hàng ok, mặt hàng sản phẩm của nó ok, thì nó sẽ tác động lệch lạc đi trong cái nhận thức và trong cái đưa đến quyết định mua hàng của cái doanh nghiệp của mình, thấy các bạn. Rồi như vậy ở đây chúng ta có bốn cái yếu tố nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi mua hàng của tổ chức. Rồi tương tự cái quy trình chúng ta thực hiện, chúng ta sẽ có 8 cái bước các bạn. Đây là chi tiết thì các bạn về đọc thêm tài liệu nha. 8 cái bước nó sẽ ảnh hưởng đến đây, KOL hồi nãy cô nói nè, 8 cái bước quyết định, cũng như là một số những cái người họ có vai trò khác nhau trong cái đội nhóm đó để đưa đến quyết định. Quan trọng là mình tìm đúng người. Đây mô hình quá trình quyết định mua hàng của khách hàng tổ chức đây đó, nó gồm có 8 bước này. Mỗi bước như thế nào thì trong tài liệu nó cũng có chi tiết rồi. Đây cái bài số 3 này thì bài số 3 này thì cô không có cho các bạn thi trong ngân hàng câu hỏi, nhưng cô sẽ cho các bạn kiểm tra. Ví dụ như tuần sau mình có bài kiểm đây, bài kiểm của mình nội dung kiến thức nằm ở bài 1, bài 2, nhưng mà bài số 3 này cô sẽ cho khoảng 5 câu ha, 5 câu trong 25 câu hoặc 20 câu, 5 câu trong 10 câu, trong 30 câu tùy, để coi các bạn đọc các bạn hiểu như thế nào. Tại vì cái bài này nó rất hay, rất quan trọng và nó bonus thêm cho các bạn kiến thức. Chứ nếu không á, mình không hiểu gì về khách hàng của mình hết thì mình sẽ không ra được những cái quyết định phù hợp. Tự học và tự trao dồi thêm kiến thức để mình link được cái kiến thức nó tiếp nối, để mình học tiếp cái công cụ 4B của mình đó, nó hướng tới khách hàng của mình như thế nào. Rồi ok, như vậy bài số 3 này các bạn nhớ đọc thêm bonus thêm kiến thức, nội dung tải trọng chủ yếu nằm ở bài 1, bài 2.
tuần sau kiểm tra vào cái buổi học của mình luôn. Cô dự định là cho các bạn tập hợp một cái buổi, một cái giờ nào đó để cùng lên hệ thống kiểm một lượt giống như thi vậy đó. Ơi, nói chung mỗi người một kiểu. Nói chung mỗi người một kiểu thì cái số lượng câu hỏi thì cô có thể cho ra trong 20 câu, 25 câu, 20 câu hoặc 30 câu ha, cô up lên trên hệ thống. Thì cô sẽ báo cái giờ để cho các bạn kiểm thì trong cái buổi học luôn. Nó thuận tiện nhất để không ai bị đổi thừa là giờ cái giờ cô đưa ra nó không phù hợp hết các bạn. Thì trong buổi học mình kiểm luôn để chốt hạ coi ai học ai không học ha các bạn. Nếu như trong buổi học mà mình không kiểm đúng cái quy định thì coi như mình mất bài của cái cột điểm đó nha. Ok, thống nhất với nhau vậy. Còn giờ kiểm thì có thể đầu giờ hoặc cuối giờ gì đó, tùy theo tình huống ha, thì cô sẽ báo với các bạn. Tại vì đầu giờ vô cô sẽ báo là nên kiểm đầu giờ hay cuối giờ ha. Rồi tóm lại tuần sau mình biết, chiều thứ hai tuần sau mình sẽ có bài kiểm tra. Ok. Rồi có thắc mắc gì nữa không? Rồi không có gì hết thì mình sẽ ao nha. Để bao nhiêu câu không quan trọng em. Em biết trắc nghiệm thôi, em làm bao nhiêu câu cũng được hết. Làm nhiều thì xác suất.